Sếp biết không, nếu mà em là người lạ thì em sẽ nghĩ sếp là chủ của văn phòng giám đốc kia đó. Sao vậy? Nhìn sếp hợp với vị trí đó thôi. Từ lúc vô công ty tới giờ tôi mới được trực tiếp nói chuyện với lại người mẫu hàng đầu của công ty. Không ngờ cô ngoài đẹp ra nói chuyện cũng rất là hay. Nhưng mà nói chơi với tôi thôi, để người khác nghe được coi chừng bị sa thải đó. Sếp yên tâm, có nhiều người muốn sa thải em lắm rồi, nhưng mà chẳng qua là chưa tìm được người nào như em thôi. Chúng ta còn gặp nhau dài. Sếp biết không, từ khi sếp về đây, mọi người bảo là sếp Tiến làm phó cho sếp Trúc thì sếp Tấn làm phó cho sếp Quốc là đúng rồi. Cô hả? Tưởng đi về rồi chứ. Nghe nói sếp Trúc đi Pháp phải không? Vô đi. Em thấy sếp Quốc chạy đôn chạy đáo lo đủ chuyện cho cuộc thi người mẫu mà sếp có vẻ ung dung tự tại quá ha. Làm lãnh đạo mà chị cũng ôm vô người hết cho khổ thân hả? Thế mày nói sếp có tướng làm lãnh đạo mà. Nịnh lộ quá, tôi không thích đâu. Em có nhận người yêu sếp. Sếp vừa là thành viên hội đồng quản trị, vừa là phó giám đốc, sắp tới còn làm giám khảo nữa. Em khảo gì? Thi tuyển chọn người mẫu đó sếp. Tuyển chọn người mẫu hả? Em có một đứa em họ, tên là Mỹ Duyên. Năm nay cũng tham gia tuyển sinh, có gì em nhờ sếp quan tâm chiếu cố giùm em. Không quên ơn đâu. Vậy Mỹ Duyên có duyên dáng, xinh đẹp, lanh mồm, lanh miệng giống như là cô không? Dạ, nó mới 18 tuổi thôi, trẻ hơn em, thế nên em mới nhờ sếp quan tâm chiều cố lắm. Ồ, nếu mà được giống như cô vậy thì cần gì phải quan tâm chiếu cố nữa. Có chứ ạ, chỉ là quan